Mới đây, trường IRIS phối hợp cùng Tổ chức Giáo dục IDP Việt Nam tổ chức lễ ký kết đối tác hợp tác về việc tổ chức kỳ thi IELTS tại trường IRIS. Đây là hoạt động quan trọng mang lại nhiều cơ hội học tập, trải nghiệm bổ ích cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. IELTS hiện là kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Anh quan trọng và phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. Đây là một trong những công cụ để học sinh, sinh viên có cơ hội nhận học bổng nước ngoài, trang bị những hành trang để đi du học, định cư nước ngoài và làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Theo thống kê của tổ chức IDP Việt Nam, hàng năm trung bình, Thái Nguyên có khoảng hơn 1.200 học sinh, sinh viên có nhu cầu thi lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế này và thường xuyên phải di chuyển đến những thành phố lớn để đăng ký dự thi. Thực trạng hiện nay thì có rất là nhiều học sinh và sinh viên của tỉnh Thái Nguyên khi mà muốn thi IELTS thì phải di chuyển ra Hà Nội. Và nhất là trong cái điều kiện dịch bệnh như hiện nay thì đấy là một cái cản trở rất là lớn để cho các bạn có thể chinh phục được chứng chỉ IELTS. Với việc tổ chức thi IELTS ở ngay tại tỉnh Thái Nguyên thì IDP tin rằng là chúng tôi có thể đem kỳ thi IELTS đến gần hơn với các bạn học sinh. Và với chứng chỉ IELTS hiện nay thì các bạn học sinh của tỉnh Thái Nguyên có thể sử dụng như là một tấm hộ chiếu để có thể bước ra hội nhập với thế giới. Trong bối cảnh Thái Nguyên đang nỗ lực thực hiện có hiệu quả đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2015, tầm nhìn đến năm 2030, việc tổ chức kỳ thi lấy chứng chỉ tiếng Anh đảm bảo theo các yêu cầu quốc tế với sự hỗ trợ của IDP Việt Nam và cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng các tiêu chuẩn của môi trường giáo dục quốc tế từ phía trường IRIS sẽ tạo điều kiện để học sinh, sinh viên trong tỉnh có nhiều cơ hội tiếp cận thông qua các hoạt động ôn thi, thi thử và thi lấy chứng chỉ của IELTS ngay tại Thái Nguyên. Ngay sau lễ ký kết, IDP Việt Nam đã tiến hành thi thử đối với 2 kỹ năng cho 30 học sinh của trường IRIS. Với những cái điều kiện về cơ sở vật chất như hiện nay và có thể đáp ứng được mọi cái điều kiện tiêu chuẩn khắt khe nhất của tổ chức IDP Việt Nam cũng như là những cái điều kiện tiên quyết để các con có thể thi được cái chứng chỉ IELTS thành công và cũng tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho quý vị phụ huynh cũng như cho học sinh phải di chuyển đến các tỉnh thành lớn trong cả nước để thi lấy chứng chỉ này, và IRIS rất tự hào về điều đó. Việc tiếp cận với kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế ngay tại địa phương là hoạt động sẽ góp phần phát triển phong trào dạy và học tiếng Anh trên địa bàn tỉnh, nâng cao năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực trong quá trình hội nhập quốc tế.